Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Phú Sĩ TV của mình. Bữa nay mình hỗ trợ cho anh Hướng và chú để đi tìm dê giống các bạn ơi. Giờ thì tham quan cái chuồng dê của mình trước. Lúc này giảm đàn rồi đó chú, lúc trước nhiều lắm, 40 mấy gần 50 con á, cái ồ chút xíu gì đó. Dạ được con đó ha. Cái gom mình để gì là tự đối nó cũng màn hình á. Dạ cái này phải có lưới B40 mình để trên cho nó đừng có phá, này nó cũng đụng nó quặt lên dữ lắm. Mới mình được này à. Ta làm thấy đơn giản sao tôi làm sao tôi dạ kịch cộm quá ta. Vậy là chú đóng bự không chú? Bề ngang 2m, bề dài 4m, bề ngang ra 2 thòng. Dạ thì cũng được, thì 2m cũng gọn, cái này 2m6 nè, con chia ra nè, chia phòng ra 4 phòng. Mày cái túi dở đóng nẹp này chứ đóng xui sao nó ăn nó bươi rồi hơi khó, nó đóng ngang này cũng để được không sao đâu mà, đặt máng ăn xui mà cái máng đừng có cho nó gian ra quá thì nó hơi không giới đâu. Ở trọng nuôi dê phát triển tốt hả anh Hưởng? Tốt. Giờ được mấy con rồi? 6 con rồi. Người ta hồi đó bắt mình bắt có mấy con anh Hưởng? 4 con. Nè hồi trước làm dạ. 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 Chú ở đây đóng chuồng dê cũng đẹp lắm các bạn ơi. Chú quay phim cho mình quay lại nè. Chuồng cũng đẹp dữ ha. Dục nhiều quá trời ta. Chú đóng rồi luôn hả chú? Đúng, rồi hết rồi. Rồi hết rồi. Bây giờ chỉ còn có nền ở dưới thôi. Dạ. À, chú tên gì hả chú? Chú tên Dữ. Chú tên Dữ ở Hòa Đê. Thì giờ chú tính dự định nuôi dê khởi nghiệp hả chú? Khởi nghiệp nuôi dê. À, trọng lúc trước mình nuôi tôm hay là nuôi con gì chú? Chú nuôi tôm với làm lúa không à? Ở Hòa Đê cũng còn làm lúa ha. Dạ tôm năm nay phát triển tốt không chú? Tôm cũng bảo cũng mới thu rồi cũng có lãi chứ. Dạ đi bằng cái mình nói được cái ra cái bằng cái còn hai con đực con này với con thằng kia. Cái này nó lai cặp bo lửa hả? Con này nó lai cái gì? À, con này lai con bo lửa nè. Bo lửa cưng đợt rồi con anh thấy mà hả? Rồi. Nó quậy kìa. Con đực này nó quậy thì thôi luôn đi, nó quậy đúng gom nó quặt xuống không. Con dê nọc bên bản nó khoảng là 60-70 kg. Dạ. Mà nó nhảy sao mà trâu chặt ruột. Chặt ruột hả? Có sừng không? Có sừng. Có sừng mà chặt ruột. Nó đầu sô không? Có bò luôn. Ừ. Con này sau này học bị được nè. Trứng cá. Trọng bóng lắm. Về đòn. Vậy chứ chồng anh cho con xua đũa không mà. Bóng lắm. Này con gì cỡ nhiêu cân ta? Dạ. Cái này con chưa có thúc đủ ký nữa. Bán giờ cũng chưa có bán nữa. Mà cái này là đủ cái độ của nó cỡ bao nhiêu ký? À, thường thường từ 30-35 ký chứ nó xếp chuồng. Tại vì con này chưa có vô thức ăn, mới gom lại đó, mới gom qua đây ngô 7 con nè. Lâu lớn 7 con hay ghê không? Chuồng có bà lớn nha. Dạ. Trên đây ô này 8 con nè. Chuyện qua cho ăn thức ăn nhiều quá cái nó chảy. Có con chảy 2 mét máy mà làm xui rồi làm học ngang. Bớt rồi, sáng chích đeo xe. Chứ thấy không, làm không làm hạ biển mình nữa không? Thì chú bề dài này 2m2 chú mới làm một cái học ngăn đây cái 2m2 dạ. Chú mới ngăn cái học. Cửa con thì có để cho một ô nó chung luôn, còn 4 ô kia thì nó ngăn ra, ngăn cho nó đẻ thì chuyển vô đó. Lúc trước dày lắm, nhiều dê lắm rồi con bán bớt.
giờ còn mấy con đầu xô. Rồi, con này khoảng có nhiêu tí nè con này? Con này thì chắc tầm giờ nó mới nuôi con chắc còn từ 40-45 đổ lên. Con này thì nó mấy lứa rồi? Con này chắc cũng 4 hoặc 5 lứa. Có con mẹ 10 năm á là nhiều lứa nè. 10 năm sát gốc có sừng đó. 10 năm đó hả? Ừ. Hàng chi sừng thấy là ông cũ mềm rồi. À. Vậy đó mà đẻ được 2 con lửa đó. Dạ. Cũng còn đẻ tốt lắm. À, ông chồng đẻ 2 con đực một phần đó đó. Ra con lửa gan của nó luôn. Rồi, vậy là cái con đực lửa của hổm nhảy rồi. Gan đực lửa vậy đó, y gan luôn. Còn ông kia thì cái đầu ổng cũng đầu lửa mà chân giữa thì ổng trắng. Chân ông lửa. Ông bao thang cười chết mà cái bụng thể. Cả cái này mới ra đây ông đổ vô lỡ dưới cái bụng rồi nè. Cũng phải. Con này lớn tuổi quá. Mà còn đẻ tốt lắm. Đẻ con cặp qua lửa cũng đẹp. Đó còn hai con. Cái này mình cho nó liếm đá hay là muối? Dạ, cái này con muối. Liếm muối. Ở đây con mới mua cục 140.000 nè. Cục đá liếm nè. Đó nó ra hả? Dạ, cái cục này màu trắng này nó lâu tan hơn cái loại đỏ. Cũng hiệu này mà cái loại đỏ. Loại đỏ nó liếm cái nước nó chảy ra cái màu tan. Còn loại này thấy nó liếm cũng này mua ở đâu? Cũng được. Mua ngoài bố dạng ở ngoài chợ của cò á. Vậy là ồ dưới mốt mua đây là bên của cò chắc nó có bán bên túi chắc nó có bán này kia chứ ở Vu Gia nó không có á. Dạ Vu Gia mới nhiều á, Vu Gia là đầy đủ luôn. Dạ vậy mới mốt đi mua cục này treo khỏi bữa nào sắc nước vô bỏ mớ muối vô. thì mua cái này tiện lắm anh ha, nó có đầy đủ chắc luôn khỏi mất công mà. Mình xách xuống nước là phải bỏ muối nhiều. Muối thì cũng vẫn treo. À. Mình vẫn treo cái ống tre đó đó. Nó có muối, nó có khoáng rồi nữa chứ không phải là muối không. Dạ, nó có vitamin rồi đó. Rồi nó gỉnh ra đây hả? Ừ, mình bỏ muối vô rồi đổ miếng nước vô cái nó thấm từ từ ra đó rồi nó liếm à. Chỗ thì nó lấy cái can nước rửa chén mình đó nó xúc sạch rồi nó khoan lỗ luôn. Dạ. Bỏ muối vô trong. Trộn men. Đồ thì đồ có đồ. Ống tre thì mình làm vậy thì nó tiện nó lâu dài hơn cái kia thì muối. Cái tôi nhiều có lỗ nó gỉ ra nó liếm dạ. Được rồi. Nuôi số nhiều này thấy ăn cái lượng cũng nhiều. Cũng mấy chục con à. Tôi mà dạ. Mà ở ngoài cái cả ba con lắm. Còn chắc cả 30-32 con vậy. Ba mấy con cái chuồng nhỏ. Chuồng nhỏ nuôi đông hả? Cái này bề dài cục hơn của chú Chín ngoài mà. Đâu? Bề dài này 5 mét mấy á. Của chú Chín còn dài hơn, ổng nuôi, ổng làm, ổng ngăn ra và ổng làm dài hơn này nữa. Đâu, chùa chạy chín tới 9 mét là ừ. Nhưng mà mới làm. Ờ, 9 mét không biết làm. Còn thiếu cây chưa có làm được nữa. Dự trù thêm. Dạ. Có 4 mét rưỡi. Mà cái lối này đi cho ăn nó là bề ngang nó tới 1 mét rưỡi, làm cái máng rồi còn có đường đi. Dạ. Tại vì con cái này là chuồng bò cũ hồi xưa nè, rồi con tận dụng đóng bên đây nữa. Nên nó hơi hẹp nhưng cũng đi được là được rồi. Thì dê mình tận dụng mà. Thôi vậy cái chuồng tôi thoải mái rồi, tôi tính đâu sao. Dạ. Hẹp nhỏ tôi làm cái chuồng thoải mái. Thôi vậy nó ăn gom cái này mua gom mình để lên trên cho nó rút được. À, mình có cái tấm 10-40 á, mình đóng ra mình căng mua loại 1 mét hay gì đó. Mình bỏ ngang qua cho nó đừng có quá nó buồn buồn nó lấy sừng nó con đực nó ủi nè ủi rồi ơi. Nhiều khi mình không làm kỹ nó gớt cái vịt xuống cái là mất công nữa để về nó thật thật này nó tự nó rút anh á. Dạ có lứa 70 thì hiệu quả hơn thôi mà mình có mồi rồi mình khỏi cần gom đâu. Cái đó mình để như tự nhiên cho nó ăn tự nhiên. Dạ dạ thích thì rút ăn vậy đó. Thì chừng nào thích thì nó rút cho nó đỡ buồn vậy đó. Thì lấy kinh nghiệm của con là phải làm B40 còn cái này thì thua. Cái này là nó cái sừng nó quặt lên cái nó buồn buồn nó hắt ra ngoài luôn. Nhưng mà nó rút nó bọng cái chuồng gom á. Sau này nó dễ gớt lắm.
khi mình cho ăn á, mình có kẹt công việc rồi mình đi đâu về cho ăn hết. Dạ. Chút ổng thò lên đó ổng ăn. Ừ, đói đói là cái tự nó ăn. Ăn tạm được cũng đỡ buồn nha ổng. Đây này thì mới mua về để thúc lại nè. Đây ai bỏ bắt đầu đưa một con lửa này. Phải miếng lửa. Ừ, con lửa này chà nó bự con lắm nha. Giờ cắn con kịch cọm rồi. Dạ. Chưa chưa có vô thức ăn, vô thức ăn là nó mập lại. Tối hưởng à. Dạ. Mấy dài? Vậy một video mình cũng kết thúc tại đây. Mình hỗ trợ cho chú Dữ đi đến chuồng của em Thanh các bạn ơi, để tìm mua dê giống. Rồi hẹn gặp lại các bạn.